Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về linh kiện Relay và ứng dụng của nó. Trên thị trường thì có nhiều loại Relay, nhưng cái loại Relay mình muốn giới thiệu với các bạn thì nó có 5 cực ha và rất là thường được hay sử dụng trong các cái mạch điện. Vì vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cái loại Relay này. Thì mình có mua cái Relay như trong hình đó, rồi làm mô hình còn dư lại thì mình chụp lên cho các bạn mình xem để tìm hiểu cấu tạo của nó. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về cấu tạo của Relay. Như hình thì các bạn thấy là Relay nó cấu tạo gồm có 5 cực ha, có hình dạng và cái ký hiệu của nó thì một lát nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là cái ký hiệu của Relay được chụp lại từ cái phần mềm Proteus để cho các bạn có thể là mình vẽ mạch điện ra cũng được. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn xác định cực của Relay để mà chúng ta có thể sử dụng được nó. Để các bạn nhìn lên hình giùm mình ha, thì ở đây Relay thì có tổng cộng là 5 cực. Cái nhóm mà 3 cực thì có 2 cực nguồn dùng để cấp điện trong cái quá trình điều khiển cho Relay. Nó có thể kết nối với các linh kiện khác trong quá trình điều khiển, ví dụ như IRF hoặc là transistor hoặc là IC vân vân. Ở giữa hai cực nguồn thì có một cái cực chung. Cực chung này bình thường thì được nối với cái cực NC. Khi mà mình chưa có cấp nguồn gì hết thì cực chung sẽ được nối với cực NC. Khi mà có tín hiệu điều khiển ở cái cực nguồn á, thì lúc này cái cực chung nó sẽ được nối với cực NO. Và từ đây thì ta thấy rằng Relay thì nó đóng cái vai trò như là một cái công tắc điều khiển. Relay thì thường được ứng dụng trong cái lĩnh vực điều khiển, như ví dụ như là điều khiển thiết bị bằng wifi giống như trong hình nè. Bạn có thể là sử dụng Relay để mà làm những cái mạch điều khiển thiết bị bằng Bluetooth chẳng hạn. Chúng ta có thể tìm Relay ở đâu? Thì loại Relay mà mình muốn giới thiệu với các bạn thì có giá thành khoảng 7.000 đến 8.000 đồng thôi. Các bạn có thể ra tiệm linh kiện điện tử để các bạn mua. Còn ngoài ra thì các bạn có thể tìm thấy nó ở trong các cái loại máy mà điều khiển tự động hoặc là những cái mạch điện cũ như là mạch ổn áp nè, hoặc là mấy cái loại máy áp trứng á, thì nó thường hay được sử dụng, hoặc là trong các cái dĩ mạch điều khiển. Năm, khả năng phát triển thì Relay cũng có nhiều loại, công suất và ứng dụng của nó cũng khác nhau. Như vậy dẫn đến cái số lượng cực của nó cũng khác nhau để cho nó phù hợp với cái mục đích sử dụng ha. Ở trong công nghiệp thì công suất nó lớn hơn, còn để mà mình sử dụng trong các cái dĩ mạch nhỏ phục vụ chế tạo sáng tạo của mình thì cái công suất nó mình chỉ cần sử dụng cái loại nhỏ hơn ha, để có cái chi phí nó rẻ hơn. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy hay thì cho mình xin một subscribe để đăng ký kênh và share cho tất cả mọi người cùng xem. Xin chân thành cảm ơn.